Chào mấy anh chị, hôm nay buổi sáng trên sân thượng em với mẹ hái mồng tơi. Hôm nay là cuối tuần rồi, hôm nay thứ bảy em làm nửa buổi à. Đây mẹ em đang thu hoạch, mẹ ơi. Đây mẹ em đang hái mồng tơi. Chào mẹ. Chào mấy anh chị cùng các bạn nha. Hôm nay mình thu hoạch ra mồng tơi, mở ra dài quá trời luôn nè. Đây nè, quá trời ngon luôn. Lá là lá bự bự không nè, đây nè, lá bự bự không nè. Lá bự không mấy anh chị ơi. Ngọn nữa, non dữ lắm. Đây, lá bự ghê không? Hái gì đi chứ để nó già ăn mới ngon. Mấy anh chị coi nè, đọt non nó lên nè. Đã ghê không? Đó, đọt quá trời đọt luôn. Quá trời đọt. Này mẹ em hái mơi luôn, hái đọt thôi. Nhà hái đọt đã luôn. Ôi mày coi đọt nè, trời dính chùm rồi mà. Để mình hái. Hái lá này ăn thôi, xong rồi rải mớ phân gà lên là ăn thôi. Mình hái xong rồi mình rải phân gà lên là ăn thôi. Lá bự bự không à. Lá này mà mình nấu nó lẩu vô đồng á mấy anh chị ha. Cái mình hái thêm vài trái mướp nữa là quá chê luôn. Không chê giờ đâu được. Ngày cuối tuần mình đãi mình ngon bữa đi. Thôi mẹ em hái đọt không? Nắm đọt không à? Để mẹ rước lên trên này hái mới đọt hả? Nó lá bự quá trời bự luôn, bự là thấy em luôn á. Cái rau này là mình hái đợt này là đợt thứ hai rồi đó nha. Đợt này đợt thứ hai rồi đó. Thôi giờ mình đi qua thu ổ qua đi mẹ. Đi. Con đi trước mấy anh chị thấy mấy gà đã không? Quá trời bự luôn. Còn rau má nữa ra coi. Cho mấy anh chị coi rau má luôn. Đây. Đây nè, mấy anh chị thấy rau má không? Rau má này là loại rau má lá nhỏ đó. Nó ngon lắm à. Nè, nó mới ấy mới ngon lắm à. Đây nè, mỗi lần mà mình ăn á cái mình thu hoạch cái gì nè mấy anh chị. Đó. Mình chỉ là bước như vậy thôi. Cái rau má này á là để dành á mình mỗi khi mà có thịt hay là mình chấm cái gì ăn sống á mình hái cái gì nè đó cái mình trộn chung với loại rau thơm rồi vô cái mình ăn. Ủa mẹ trồng hai thùng luôn á mẹ? Không, bên này là mẹ mới vừa cấy ra thôi. Hồi đó cái rau má này á mình không có cái giống mà mình mua cái hột mình gieo mà gieo nhiều lắm nó lên được có một cây một à. Thôi thấy con chởm nhỏ xíu đúng không mẹ? Đúng rồi, cái nó tự bò ra đó. Nè mình cấy cái là mình nhổ mấy cái này ra nè mấy anh chị. Đó là mình ghim xuống rồi nó lên nè. Dạ. Đó, đây nè, này nó mới vừa lên nè. Ồ đã ghê không? Này, cái rau má này ăn sống rất là ngon. Gì nè, đó. Này là để ưu tiên để dành ăn sống thôi. Đó, nó quá ngon, hái gì gì nè mấy anh chị. Đó. Ồ cái này gần Tết rồi. Nè, để hai thùng này thịt kho vịt ngon mày ha. Hái thêm rau thơm nữa trộn ăn là thôi khỏi nói luôn. Rồi thêm cải vệ xanh nữa mấy anh chị. Thôi, bây giờ cho mấy anh chị coi gà vịt đi rồi qua bên kia coi cho mấy anh chị xem biến ngồi ra trái rồi. Biến ngồi. Đây. Mấy anh chị coi mấy con gà bự ghê không? Đó, nuôi gà để lấy phân á. Ủ để trồng cây. Cho mấy anh chị coi mấy con vịt này nó bự chà bá lửa luôn á. Mấy vịt trắng bự vậy. Nó đang uống nước. Ngủ rồi, giờ này ăn no ngủ rồi. Nè, mấy anh chị coi. Đó. Bây giờ mỗi con là phải 4kg rồi đó. Còn vịt mái á, còn mấy con vịt mái nó sắp đẻ rồi, không con được 2kg mấy rồi. Em thấy đẹp đạp mái được không mẹ? Nó sắp đẻ rồi, 2kg mấy rồi. Vịt 2kg mấy. Đây. Mấy chú vịt con. Bự lẹ lắm mấy anh chị ơi, ăn dữ lắm. Mẹ tập nó ăn lúa chưa? Ăn lúa rồi. Ăn lúa. Ba tuần là mẹ đã cho nó ăn lúa rồi. Đây em sẽ cho mấy anh chị coi cây bí ngòi. Trời chá nắng quá để em qua bên đây. Nè, bí ngòi trái quá trời bự luôn mấy anh chị. Để mẹ lấy kéo mẹ hái củ qua cho mấy anh chị coi bí ngòi. Dạ.
Đó. Trái quá trời bự luôn anh chị. Thấy đã ghê không? Rồi hôm nay mẹ em hái ổ qua nữa. Mẹ mấy trái mướp, mấy mướp giống nè. Trái này trang dưới quại em dưới luôn. Trái nó dài ghê luôn nè. Trái mướp này nè. Đó. Quá trời trái luôn. Đó. Mấy cây bí ngòi con thấy cho mấy anh chị coi mấy cây bí ngòi nè. Mấy cây bí ngòi này là bữa hôm mà bão đó mấy anh chị. Cái mình trồng á, cái nó bị ngã nằm rạp xuống hết luôn á nha. Lá dập te tua hết luôn. Tưởng là nó chết. Ai ngờ nó không chết mà gượng nó bị cho nó sống được rồi nè. Đó. Nên hai cây này nó hơi bị đẹp. Tại vì nó đã chết là muốn chết đi rồi. Đó, cây này trái này nó hơi bự nè. Qua đây cho mấy anh chị coi trái bự nè. Con qua cho mấy anh chị coi đi rồi mẹ đi hái củ qua nha. Dạ rồi. Để chút nó chưa nắng quá rồi. Đó, mấy anh chị thấy đã ghê không? Đã quá trời bự luôn. Để anh để sát cho mấy anh chị xem. Ủa, 2-3 bữa trước hái rồi giờ hái nữa hả mẹ? Chị thấy đã rồi. Coi là mới hái thì mà giờ hái cái bự nữa nè. Bự ghê không? Hồ quá trời bự luôn mấy chị. Mấy chị coi trên vàng nè. Đó. Cái nằm ở đất của đôi trong lùm mình nó thấy. Giờ bắt đầu mới thấy nó. Cái bự không à. Hồn nè mẹ, hai trái bự nè mẹ. Ờ đó. Mẹ em hái không kịp luôn á. Cứ hai ngày là hái, hai ngày hái. Ồ con trái chín làm giống rồi mà. Ừ. Cái này trái này làm giống được rồi đó mấy anh chị đây nè. Cái này một chút nữa, nó còn dính trong cái sợi dây luôn á. Đây nè. Ồ nó cái này có là... thấy luôn rồi, thấy trong luôn rồi. Trong con luôn thấy rồi, ruột luôn rồi. Ừ. Đó. Cái này là bắt đầu cái là mình đem mình rửa đi ha. Dạ. Mình rửa mình lấy cái cơm nó ra ngoài, cái cơm đỏ đỏ nè. Dạ. Là bắt đầu cái là mình phơi nắng một ráo một nước một nắng thôi. Là bắt đầu cái là mình ươm nó, mình ủ, mình ươm là gieo nó lên luôn. Ừ. Đó. Cái này là gieo là lên liền luôn á. Hột quá chắc luôn. Để mà hái tiếp ở đây mới trái luôn. Nè, lá nằm ở trong cái lùm rồi quá. Đây là đây nữa nè. Quá trời luôn. Đây nữa nè. Cao rồi. Bữa em có coi trên YouTube đó à, mấy anh chị thử ăn ổ qua á mẹ, ổ ăn thử ăn ổ qua sống. Trời ổ qua sống nè, ăn ổ qua mình chắc nhăn mặt chết luôn á. Ổ qua mình đắng ghê luôn. Không đắng. Em ăn mẹ cho em ăn ruột không? Em ăn ruột không mà chứ. À, tại con không biết ăn thôi chứ củ qua thì người ta còn trồng gỏi nữa. Ờ. Có mấy anh chị chỉ mà trồng gỏi nữa đó. Ở qua chồng chỉ mẹ em với lại vợ em ăn thôi chứ. Em ăn không được tại đắng quá. Em hy sinh ăn ruột cho. Đó. Ừ. Ở trời trái nằm đây cứ không thấy. Mày hy sinh ngu quá ha. Hy sinh ngu quá hả? Trời hy sinh mà, con hy sinh đã, nó hy sinh rồi. Ăn củ qua có cái ruột ngon mà nó ăn cái ruột không à. Ôi mấy anh chị, bữa mẹ em cắt mướp dở ra nữa nè. Ra về về luôn. Đây nữa nè, đó. Em quay ngược sáng hơi tối chút nha. Ờ, mấy anh chị có trái này nó bị cái dây nó quấn. Cái mẹ em thấy. Đúng rồi, đó. Ổ khoa nó còn núp lùm ở trên này nè khoa. Nè, nó nằm trên này không thấy luôn á. Cái này mà không thấy là đã nó chín liền á. Không, kéo nó xuống. Cái này củ qua này là ăn chừng 3 đợt nữa là sẽ nhổ dây bỏ rồi. Trời, bữa giờ đợt này đợt thứ 10 hả mà. Ừ, hái 10 đợt rồi đó. Quá chị trái luôn á chị. Khoảng chừng 2 ngày với 3 ngày là hái. Rồi còn đây nè, cho mấy chị coi là mướp nữa nè. Đó. Mướp mà nó cứ ra trái như nè. Đây nữa nè. À. Dài trái nè. Trái dài lắm anh chị. Dài, dài. Ồ, giống này là hết sảy luôn rồi. Giống này giờ em giữ lại cái quá trời. Nhìn thấy thương quá ha. Dạ. Rồi bây giờ cho
coi cây bí ngòi bên kia, còn cây bí ngòi bên đây nữa. À, bữa cây bí ngòi mà em với mẹ quay cho mấy anh chị xem á, giờ mấy anh chị coi nè, hết hồn chưa? Thôi rồi. Coi cho cái trái lên nè, nó cũng bự rồi. Để em qua cho mấy anh chị xem nha. Hồi bự dữ lắm nè, thấy không? Em phải đứng xa nè mà thấy không thấy mẹ luôn. Qua cái bí ngòi này nó cũng có tu cú nữa nè qua. Có không mẹ? Có, nó có tu cú nè. Dạ, nè, nó có cái tu cú nè. Giờ mẹ mới biết á. Mình mới trồng đầu tiên mà. Ừ. Hồi trồng đầu tiên à. Mấy anh chị thấy cây bự ghê không? Không mà cái này chắc phải dời qua nắng rồi. Chứ để cái cây này nó bị én ở trong mát quá, nó lớn không nổi. Dạ. Đó, nè. Đó. Còn ở đây là ra mùng tơi là mình mới vừa cấy ra. Đó. Ra mùng tơi mình cấy ra. Đó. Mà mấy cái ra mùng tơi này là cỡ này là mình ngắt ngọn hết nè. À. Ngắt ngọn đâu để cho nó nhảy ra. Đó nè, như mấy anh chị coi nè, ngắt ngọn cái nó nhảy ra. Nhảy ra nhánh đọt non quá trời luôn nè. Đọt non trong nhánh đó. Hả, mình ngắt ngọn là nó nhảy. Đó. Quên nói với mấy chị coi là mình bên kia mình để cái dãy bùn viên nó trên cây bí ngòi đó coi. Dạ. Có để có hồi nãy biết có mấy chị. Có chứ, nãy có quay thấy chứ. Nè. Nè. Mấy anh chị nào mà không có rơm á. Ừ. Mình lấy đồ cũ mình ấy cũng được. Mấy cái đồ cũ mình đã bỏ rồi á. À. Đây nè, như chẳng hạn như đây là cái bùn viên nè. À. Mình cắt ra cái mình để lên nhà nè, giữ ẩm luôn. Ừ. Cây bí ngòi trái nè. Trái đã rồi. Còn đây là cái bao cho cái ba chấu này, chấu mà có phân gà. Cái anh hàng xóm ở nhà anh có nuôi gà đó, cái anh rải chấu á. Bữa ẩm anh mới cho tới mấy bao luôn á. Vậy để dành trộn vô đây trồng luôn. Cho đất xếp luôn. Nhìn thấy mê quá. Rồi, thôi chào mấy anh chị nha. À, chào mấy anh. Coi của ai chưa? Ừ. Hái rồi mà còn chưa coi. À, vậy mày lấy đây đi. Đây mày qua mày bưng nha. Bưng mỗi tay à. À, qua đây đi chứ đứng chối nắng lắm. Rồi à, mày cầm gì sao mày chào mấy anh chị đây. Chào mấy anh chị nha. Chúc một ngày tốt lành. Bye bye.